Cherry, Cherry ghiền máy. Ủa, hồi nãy Cherry mới đi chụp hình à, mới đi chụp hình nhà thờ xong, giờ Cherry đi đâu á? Đang đi ăn ở kitchen. Cherry đi ăn á hả? Đi ăn ở đâu vậy? Mà kitchen là ở đâu? Ở quận nhất, ở đường Cống Quỳnh á, ở đường Cống Quỳnh ở quận nhất, quận một nhầm ba ly nước mới ra nước thôi, chưa có ra đồ ăn, mình mới vô mà. Hôm nay ăn đi nhà thờ chụp hình về xong rồi đi ăn Amak Kitchen đúng không, của chú Trấn Thành đúng không, ở đường Cống Quỳnh ở quận nhất đúng không? Kiền máy ghê hả, kiền máy đang đói quá, mấy vị cũng đang đói, kệ ráng chờ chút đi. Mình mới vô coi chắc được 10 phút mà. Có cây thông rồi em. Xung nãy vô đông lắm, bây giờ khách ra bớt hết rồi. Chờ đồ ăn ra thôi, chị đi ghiền máy quá đi. Và bây giờ món đầu tiên đã lên đi là món gì đâu. Bye bye. Sò đẹp xào măng tây. Ủa sao hôm nay có ớt nữa hả mấy mày? Sò đẹp xào măng tây lúc nào nó cũng, ta cũng có chút ớt ở trong đó mà. Hôm nay hơi nhiều à. Đây sò đẹp xào măng tây. Có mấy con nó núp ở dưới nữa nè. Mời cả nhà ăn nha. Cơm ta cơm bào ngân hiện hạ. Món này là món gì vậy? Là món chị đi yêu thích nhất đúng không? Lúc nào vô đây cũng kêu quá đúng không? Hầu như là từ ngày có món này là lúc nào vô đây chị đi cũng kêu món này, không bao giờ mà không có. Từ ngày mà ra cái món này nè đúng không? Rồi ra nữa. Ta da, há cảo sò điệp. Ta da, bánh cuốn tôm tươi. Đây là cũng món yêu thích của chị đi đúng không? Rồi chúc Cherry ăn ngon miệng. Chúc mọi người, chúc mọi người ăn cái cây cho. Yeah. Rồi ăn thử một cục coi cho ngon miệng coi. Chấm gì mặn dữ vậy? Quay cận cảnh cái miệng nè. Ngon quá ha. Mà Tam Bảo là sao Cherry biết không? Tam là ba, bảo là giống như bảo vật á. Là trong cái dĩa có ba món, ba món bảo vật. Ngon của quán đúng không? Ba món ngon của quán Tam à. Đây là xa xíu, đây là heo quay da giòn và đây là vịt quay. Ngon nha. Đúng không? Ngon không Cherry? Nha, nhìn miệng gia đình nhai cái coi. Chấm tương gì mà mặn dữ rồi con. Thế vậy thôi chứ là ngắt à. Trời ơi, ăn mặn quá. Bồ câu quay. Ta-da. Câu quay. Đây bồ câu quay nè. Cái đầu bồ câu rồi thấy không? Bồ câu quay. Bồ câu mập quá ha. Rồi, đi ăn đi. Mày nhớ che là cái đầu của con bồ câu nha. Đúng rồi, quên. Đúng rồi, đúng rồi. Một chút nữa phải che lại cái đầu con bồ câu lại. Con gái nhắc hay quá, giỏi quá. Bà nói mình chiếu vô. Chiếu vô bởi vì chút phải che. Vậy thôi. Chúc Cherry ăn ngon miệng nha. Bây giờ chia sẻ ăn cơm bào ngư thượng hạng nha mọi người. Đâu, cơm bào ngư thượng hạng đâu. Cherry ăn mặn quá Cherry ơi. Thịnh ăn mặn quá. Ăn
con bầu ngư vô thấy ngon coi. Nhưng mà mình lấy cho con trứng quá trời luôn thấy không? Trứng quá trời trứng luôn. Ngon không? Món này là con yêu thích nhất ở đây đúng không? Wow, ngon quá nhỉ.